Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 67. Tuyết Tuyến Tử bị dư khớp phượng trói lại, vốn ẩn náu trong lồng sắt, sau đó bị nhét vào một chiếc bình xanh lớn. Tại Vọng Đình Sơn Trang, người qua lại đông đúc, hắn có tính lực xuất chúng nên nghe rõ ràng mọi âm thanh đáng tiếc là nội lực của hắn luyện quá tốt, người ngoài không thể nghe thấy hơi thở của hắn. Vì vậy, thẩm lang hồn đã tìm kiếm khắp vọng đình Sơn Trang nhưng không tìm thấy tuyết tuyến tử. Hắn ở trong bình xanh lớn tổng cộng 5 ngày, đến ngày thứ hai khi mặt trời lên cao, các huyệt đạo bị phong tỏa của hắn đã thông suốt. Nhưng nếu ra khỏi bình, hắn sẽ phải đánh một trận khốc liệt, nên quyết định tiếp tục ẩn nấp trong bình. Từ khi vọng đỉnh Sơn Trang bị nổ thành bình đỉa, Hắn cùng nhiều bình tương tự bị mang lên xe lớn, lắc lư 4 ngày đến một nơi rất nóng. Lúc này là mùa đông ra rét, ở khu đất phía nam vọng đỉnh Sơn Trang, tuy không đóng băng nhưng cũng phủ một lớp tuyết mỏng, khí hậu lạnh lẽo thâu xương. Tuy nhiên, không biết xe ngựa của phong liêu điếm đã đi đến đâu, càng đi càng nóng. Tuyết tuyến từ bị kẹt trong bình xanh lớn, phong bế 5 ngày. May mắn thay, nội lực của hắn thâm hậu, đến nơi này thì nóng đến mức khó thở may mà ngay lúc hắn sắp bị ngạt chiếc bình được người đặt xuống khi bình được đặt xuống hắn cảm nhận được luồng khí lạnh lạ thường không cần nói cũng biết chiếc quan tài băng màu lam đang ở gần đó ngọc không hầu chu nhan cùng quỷ mẫu đan sau trận hỗn chiến kết quả thế nào hắn không biết nhưng nhìn cách phong liêu điếm tiếp tục xử lý sau đó có thể thấy tổ chức vẫn hoạt động trơn tru ngọc không hầu và quỷ mẫu đan ít nhất một trong hai người vẫn an toàn nhưng rốt cuộc mình đã bị đưa đến đâu? Sau khi chiếc bình được đặt ổn định và mọi tiếng động biến mất, tuyết tuyến tử tránh dây thừng, nhẹ nhàng đẩy nắp bình ra, thoát ra ngoài. ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy mình đang ở một căn phòng đất hoàng thổ rất đơn sơ. Một góc phòng chất đống nhiều bình sư lớn màu xanh, góc khác là chiếc quan tài băng màu lam lặng lẽ nằm đó. Tuyết tuyến tử mở vài chiếc bình xanh lớn, thấy bên trong hơn phân nửa là những phụ nữ bị cắt tay cắt chân hắn lắc đầu cảm thấy thật vô nhân tính những người bị cắt tay chân này nếu còn sống không biết họ vốn là những cô gái xinh đẹp như thế nào thật đáng buồn thật đáng buồn hắn đi quanh phòng một vòng chạm vào mái tóc trắng như tuyết của mình đây là một góc yên tĩnh không có ai canh gác phòng có một cánh cửa đồng nhưng bên ngoài không có ai loại nơi này muốn giam giữ hắn rõ ràng không khả thi tuyết tuyến từ vuốt tóc trên chán tự hỏi liệu có phải họ đã nhầm mình với những phụ nữ bị cắt tay chân và đưa tới đây khi rút lui không? Hắn nghĩ đến cảnh dư khấp phượng nhìn vào chiếc bình không có tuyết tuyến tử mà lung tung, trong lòng liền vui mừng, tinh thần phấn chấn. Như một làn khói, hắn chạy đến cửa, cánh cửa đồng đã bị khóa, nhưng với huyền công của mình, tuyết tuyến tử dễ dàng mở khóa. Bên ngoài là một cái hố lớn, khoảng 17-18 trượng chu vi và 10 trượng sâu dưới đáy hố là ngọn lửa bừng bừng nóng rực một chiếc cầu xiềng xích kéo dài từ cửa đồng đến bờ bên kia lối đi ngọn lửa cháy mạnh cầu xiềng xích bị đốt đến đỏ bừng tuyết tuyến tử hít một hơi lạnh tự hỏi đây là nơi quỷ quái gì nhìn sang bên cạnh cạnh hố lửa còn có một cánh cửa nhỏ khác cũng làm bằng đồng trên cửa có hình vẽ một phiến lá tuyết tuyến tử lắc đầu nếu không thể qua cầu xiềng xích qua thì chỉ còn cách đi qua cánh cửa này hắn lắng nghe ở cửa đồng nghe thấy tiếng thở bên trong là tiếng thở dài và kiên nhẫn tuyết tuyến từ thở dài đưa tay gõ cửa sau tiếng gõ cửa tiếng thở bên trong đột nhiên biến mất im lặng như không có ai tuyết tuyến từ đợi một lúc lâu nhưng người sau cửa vẫn im lặng hắn lại lắc đầu ta đã gõ cửa chứng tỏ ta không có ý định xấu hơn nữa ta biết người ở sau cửa giờ trốn cũng không kịp nữa đâu đi ra đi cánh cửa đồng vẫn không mở, tuyết tuyến từ tự lầm bầm. Thật là tử tâm nhãn, ta mong đợi sau cửa là một mỹ nhân với khuôn mặt trái xoan và lông mày la liễu, nhưng nếu người đẹp mà lại tử tâm nhãn thì được gọi là kiên trinh, còn người xấu xí mà lại tử tâm nhãn thì gọi là ngu xuẩn. Đột nhiên, có tiếng. Y nha, cánh cửa đồng mở ra, hai mũi tên ngắn màu đen từ bên trong bắn ra. Tuyết tuyến tử vừa quay người, hai mũi tên ngắn màu đen bắn hụt và rơi vào hố lửa hắn nhìn thấy người tránh sau cửa. Đó là một thiếu niên áo đen, da rẻ mịn màng, ánh mắt trong suốt và nghiêm túc, tay cầm một cây cung nhỏ màu đen, lưng đeo mũi tên ngắn màu đen, ngang hông còn treo một thanh trường kiếm. Tuyết tuyến tử kinh ngạc, ngươi là học trò của khuất chỉ lương. Thiếu niên áo đen ngẩn ra, thần sắc nghi ngờ, nhưng không đặt câu hỏi, vẫn nhắm mũi tên ngắn màu đen về phía tuyết tuyến tử. Tuyết tuyến tử ha ha cười lớn. Ngươi có thắc mắc tại sao ta lại nhận ra ngươi là học trò của khuất chỉ lương không? Thiếu niên áo đen gật đầu, vẫn tập trung nhắm mũi tên vào tuyết tuyến tử. Tuyết tuyến tử cười phong lưu hào phóng. Lần đầu tiên ta gặp sư phụ ngươi, hắn giống ngươi lắm, cũng có cung đen và trường kiếm, nhưng là một thiếu niên lông bông và ngu ngốc. Thiếu niên áo đen rõ ràng không hài lòng với câu. Lông bông và ngu ngốc, nhưng không tức giận, chỉ... Ừ... Một tiếng, Tuyết tuyến tử chắp tay sau lưng, đi vòng quanh hắn mấy vòng, thiếu niên áo đen di chuyển theo, mũi tên vẫn nhắm vào tuyết tuyến tử. Sau vài vòng, tuyết tuyến tử nói. Nhìn xem, người rất biết điều. Thiếu niên áo đen lại. Ừ. Một tiếng, vẫn chăm chú nhắm tên vào hắn. Nếu ngươi là đứa trẻ ngoan, sao lại ở nơi quỷ quái này, nhìn cái hố lửa này? Tuyết tuyến tử vòng quanh hắn, chuyển trái rồi chuyển phải, thiếu niên áo đen theo hắn chuyển động loạn xạ. Tuyết Tuyến Tử thêm sức dưới chân, thi triển khinh công như gió, thiếu niên áo đen vẫn theo kịp, nhưng dù định lực tốt đến đâu cũng không bằng mấy chục năm tu vi của Tuyết Tuyến Tử. Sau nhiều vòng, đầu thiếu niên bắt đầu choáng váng, bước chân chậm lại. Tuyết Tuyến Tử thấy vậy, càng nhanh như chớp vòng quanh hắn, đến 17-18 vòng, thiếu niên áo đen cuối cùng không chịu nổi, té ngã xuống đất. Tuyết Tuyến Tử cười lớn, hài lòng khi có thể làm choáng váng học trò của khuất chỉ lương bằng cách xoay vòng thiếu niên áo đen ngã xuống đất hắn kéo lên và phủi bụi tiểu tử kỹ năng xoay vòng của ngươi thật kém thiếu niên áo đen gật đầu khâm phục định lực và tu vi của tuyết tuyến tử cho ta luyện thêm một năm nhất định sẽ thắng tuyết tuyến tử nắm lấy gò má của hắn còn nhỏ không nên quá đặt nặng thắng bại sư phụ ngươi năm xưa không nghe ta tranh cường háo thắng ta nói với hắn cung pháp của hắn rất tốt nếu nghiên cứu kỹ có thể thống trị giang hồ nhưng hắn không nghe bỏ cung luyện kiếm kết quả là kiếm pháp không như mong đợi không thể vô địch thiên hạ còn cung pháp của hắn người đã luyện thành một thế giới khác sư phụ ngươi dưới đất có biết không biết có hối hận không thiếu niên áo đen lắc đầu sư phụ sẽ không hối hận tuyết tuyến từ ngạc nhiên làm sao ngươi biết thiếu niên áo đen ánh mắt rất bình tĩnh không bị tuyết tuyến tử làm dao động. Bởi vì sư phụ đã chết. Tuyết tuyến tử cười khanh khách, vỗ đầu mình, không biết nói thiếu niên này là mốc nghếch hay cố chấp, hay là loại người đi đến tận cùng dù đụng tường cũng không quay đầu. Ngoan đứa trẻ, nói cho lão tiền bối biết, tại sao ngươi ở đây? Ta đang canh giữ. Thiếu niên áo đen nhìn người trước mắt, một thư sinh với quần áo trắng và tóc bạch kim, tự xưng là. Lão tiền bối, tỏ ra chút hoài nghi. Ngươi từ cầu xiềng xích qua ngọn lửa đến đây. Tuyết tuyến từ ho nhẹ, gan dạ ngầm thừa nhận, không thừa nhận mình từ bình xanh lớn trong phòng bên cạnh chui ra. Ngươi đang canh giữ cái gì? Thiếu niên áo đen đầu vẫn còn choáng váng. Thuốc. Tuyết tuyến từ cảm thấy da đầu tê dần, một dự cảm xấu dâng lên sống lưng, mắt đảo quanh hai vòng. Ngươi tên là gì? Thiếu niên áo đen nói. Đảm nhiệm thanh sầu. Tuyết tuyến từ ngạc nhiên. Sư phụ ngươi đặt tên đảm nhiệm thanh sầu gật đầu tuyết tuyến tử ho khan thật không ngờ sư phụ ngươi đầy lòng thi tình họa ý đa sầu đa cảm uyển truyền đa tình ngươi đang canh giữ thuốc gì đảm nhiệm thanh sầu đang chú ý lắng nghe những lời phê bình về khuất chỉ lương đột nhiên nghe hắn hỏi tinh hắn vội vàng im lặng tuyết tuyến tử đã nghe được tinh quỷ cửu tâm hoàn đảm nhiệm thanh sầu im lặng ngầm thừa nhận khác với sự dối trá ngầm thừa nhận của tuyết tuyến tử hắn là người ngay thẳng. Tuyết tuyến tử chắp tay đi, vòng quanh hắn hai vòng. Đây là ổ của phong lưu điếm. Đảm nhiệm thanh sầu gật đầu, tuyết tuyến tử lại hỏi. Ngươi trong trường tinh quỷ cửu tâm hoàn, chắc hẳn ngọc không hầu rất tín nhiệm ngươi. Đảm nhiệm thanh sầu gật đầu, rồi lắc đầu. Vì sao? Tuyết tuyến tử dừng bước. Vì đàn bà. Đảm nhiệm thanh sầu mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng không do dự gật đầu. Tuyết tuyến tử nhíu mày ngươi và sư phụ ngươi đều là người tốt. Đảm nhiệm thanh sầu mặt càng đỏ, lần này không chỉ vì xấu hổ, mà còn vì chút tự ti. Tuyết tuyến từ xoay người lại. Nhưng các ngươi thật ngu ngốc, đối đãi đàn bà và đao kiếm khác nhau. Ngươi có thể vì kiếm mà chuyên tâm quên mình, nhưng không thể vì đàn bà mà quên mình, bỏ qua những phẩm chất đạo đức cơ bản. Đàn bà là hoa tươi, có thể yêu thích, thưởng thức, nhưng chưa chắc phải sở hữu, có khi có cũng chưa chắc vui đảm nhiệm thanh sầu ánh mắt trong suốt, hiện lên chút mê mùi. Ta muốn nàng, tiểu tử ngốc, muốn đàn bà yêu, trước hết ngươi phải là người đáng giá. Không phải làm mọi thứ vì đàn bà là họ sẽ cảm động, đàn bà là sinh vật kỳ lạ, ít chú ý đến ưu điểm của đàn ông, nhưng lại rõ khuyết điểm như lòng bàn tay. Ngươi thật biết điều, vì nàng, ngươi nguyện ý ở đây trong chừng độc dược, ngươi cảm thấy mình nhẫn nại hy sinh, nhưng nàng sẽ cảm thấy ngươi không có nguyên tắc, không có hành vi, không có đạo nghĩa. Một người không có nguyên tắc, không có đạo nghĩa, dễ dàng làm tổn thương người khác, người nghĩ đàn bà sẽ yêu ngươi sao? Tuyết tuyến từ thở dài, tự lầm bẩm. Nói những lời này thật không hợp với mình. Ánh mắt của đàm nhiệm thanh sầu đột nhiên sáng lên. Ta biết. Tuyết tuyến từ đi vòng quanh hắn. Ngươi biết cái gì? Đàm nhiệm thanh sầu nói. Ta sai rồi. Tuyết tuyến từ thở dài. Ngươi thật sự biết mình sai rồi đảm nhiệm thanh sâu gật đầu. Ta biết, lão tiền bối, ngài đến đây tìm thuốc phải không? Tất cả thuốc của phong lưu điếm đều ở đây. Hắn đẩy cánh cửa nhỏ phía sau lưng, bên trong là một cái tủ lớn, với hàng ngàn ngăn kéo. Nếu mỗi ngăn kéo đều chứa đầy tinh quỷ cửu tâm hoàn, người ta có thể chết đuối trong đó. Tuyết tuyến tử chui vào nhìn quanh. Ngốc tử, số thuốc này nhiều vô số kể, ngọc không hầu giao hết cho ngươi trông chừng sao quả là rất tin tưởng ngươi. Mặt đảm nhiệm thanh sầu đỏ bừng. Ta, không cần nói, Ngọc không hầu giao cho đảm nhiệm thanh sầu trong chừng dược phòng, đúng là rất tin tưởng hắn. Với tính cách cẩn thận của đảm nhiệm thanh sầu, việc này cũng không quá thích hợp. Nếu ta lấy cắp hết thuốc ở đây, đem bán, chỉ sợ sẽ giàu có ngang quốc gia, còn hơn cả đường lệ từ. Tuyết tuyến từ lầm bẩm. Đáng tiếc ta ghét độc dược. Hắn mở một ngăn kéo, trong ngăn kéo không phải là chai thuốc như hắn tưởng, mà là một bó hoa cỏ khô héo gọn gàng. Ờ. Đảm nhiệm thanh sâu giải thích. Đây là nguyên liệu để luyện chế tinh quỷ cửu tâm hoàn, cần 22 loại thuốc, tất cả đều ở đây. Thành phẩm được cất giữ ở chỗ khác, không phải ở đây. Tuyết tuyến từ mộ ra. Hóa ra họ chưa tin tưởng ngươi hoàn toàn, chỉ giao ngươi trông chừng nguyên liệu. Ngay cả khi ngươi không cầm được, người khác cũng không biết cách luyện chế, thậm chí không biết đây là loại hoa gì cỏ gì hắn nhấc bó cỏ khô lên nhưng đây rõ ràng là ma hoàng cỏ dù nó khô héo ta vẫn nhận ra đảm nhiệm thanh sầu không biết tuyết tuyến tử là một danh nhân nổi tiếng chỉ thích hoa và mỹ nhân việc hắn nhận ra bó cỏ khô khiến đảm nhiệm thanh sầu ngạc nhiên liền mở một ngăn kéo khác những hoa cỏ này cũng khác biệt ư ừ, đây là ngày khuyết hoa đây là trái cây của huyết nha đằng và đây là khổ đông tử Tuyết tuyến tử xem từng loại dược thảo trong ngăn kéo. Những loại hoa cỏ này đều rất bình thường, ta nghĩ ăn hết cũng chưa chắc có độc tính gì, vậy tại sao tinh quỷ cửu tâm hoàn lại có kịch độc? Chắc chắn còn có vài vị thuốc chủ yếu. Đảm nhiệm thanh sầu đi qua đối diện tủ, kéo ra một ngăn kéo ở giữa. Loại hoa kỳ quái này, có lẽ chính là thuốc chủ yếu. Trong ngăn kéo có nhiều đóa hoa tuy khô héo nhưng vẫn có thể thấy màu sắc trắng như tuyết, hình dáng xinh đẹp lạ thường. Khi khô héo, đóa hoa vẫn lớn chừng bằng bàn tay, cánh hoa trắng tinh, nhụy hoa đỏ tím nổi bật, cho dù là khô héo cũng hiện ra một màu sắc tươi đẹp kỳ lạ. Giống như một dòng máu khô, tuyết tuyến tử nhìn chăm chú vào loại hoa này, trong chốc lát, vẻ mặt thản nhiên của hắn biến mất. Trong giây lát, đảm nhiệm thanh sầu thấy trên gương mặt hào phóng của hắn một vẻ tiểu tụy sâu đậm, không phải là thay đổi dung nhan, mà là một loại thần thái. Vẻ tiểu tụy đau thương đó khiến tuyết tuyến tử trông như đột nhiên già đi mấy chục tuổi. Lão tiền bối. Đảm nhiệm thanh sầu lo lắng hỏi. Tuyết tuyến tử cầm lên một đóa hoa trắng như tuyết. Đây là cô chi nhược tuyết, là một loại hoa không bình thường. giọng hắn rất bình thản, không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Khi ta cưới vợ, đã tặng nàng một đóa hoa này. Loại hoa này rất đẹp, hiếm thấy trên đời. Ta không nói cho nàng biết rằng hoa này chỉ nở trên phần mộ. Sau đó, vợ ta bỏ nhà ra đi, một mình chạy vào rừng sâu núi thẳm ở phương Nam. Khi ta tìm được nàng, nàng chỉ còn lại một bộ xương trắng, trên hài cốt nở đầy loại hoa không bình thường này. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa, đầu ngón tay tràn đầy cảm xúc. Nàng chết ở một sơn cốc, nơi mà toàn bộ đều là cát đá trắng như tuyết, khắp nơi nở đầy cô chi nhược tuyết. Đó là một nghĩa địa, có rất nhiều mộ bia. Loại cát đá trắng như tuyết đó dùng làm phần mộ, rất cứng rắn, có thể bảo vệ mộ huyệt trăm năm không xấu nhiều tiền bối thậm chí tiền bối của tiền bối cũng táng thân ở nơi đó nên nở đầy cô chi nhược tuyết nàng tìm đến nơi đó chết ở đó ta cũng táng nàng ở nơi đó hắn thở dài nhẹ nhàng nói ta không biết loại hoa này có độc đảm nhiệm thanh sầu ngạc nhiên nghe hắn miêu tả sơn cốc kia không nhịn được nói lão tiền bối bên ngoài có rất nhiều phần mộ trên đất cát đá trắng như tuyết một năm bốn mùa nở đầy loại hoa này. Tuyết tuyến tử bỗng ngẩng đầu, nơi này, chính là bồ đề cốc, đảm nhiệm thanh sầu gật đầu, nơi này là phiêu linh mi uyển bên ngoài chính là bồ đề cốc. Phong lưu điếm đã đi vòng một chút, không ngờ lại trở về đây. Đường lệ từ đá quét sạch nơi này, Ngọc không hầu mang người phản công, mặc dù cơ quan bí mật bị phá hỏng hơn nửa, nhưng không ai ngờ tới nơi này. Hắn cần truyền tin ra ngoài, để đường lệ từ biết ngọc không hầu đá quay lại phiêu linh nghi uyển, đồng thời tuyết tuyến tử thở dài sâu sắc tiểu tử ngốc ta phải đi bồ đề cốc đưa ta ra ngoài đảm nhiệm thanh sầu biết rõ hắn phải làm gì đặt tay hắn xuống lão tiền bối từ đây đi ra ngoài phải qua ba lớp bình phong chắc chắn sẽ kinh động người khác khi đó phong lưu điếm sẽ bao vây ngài một mình ngài sẽ không có cơ hội chạy trốn người sẽ đi cùng ta sao tuyết tuyến từ cười Ừ. Đảm nhiệm thanh sầu nói bình tĩnh. Canh hai ban đêm là lúc nơi này yên tĩnh nhất, ba lớp bình phong cũng mệt mỏi nhất. Chúng ta sẽ phá hủy những đóa hoa này trước, đến canh hai sẽ đi ra ngoài. Ngươi giúp ta, không sợ nữ nhân ngươi yêu bị thương tổn sao? Tuyết tuyến từ vỗ đầu hắn, rồi nhéo mặt hắn, đảm nhiệm thanh sầu để yên cho hắn bóp, không kháng cử, chỉ nói. Ta muốn Huệ ta biết, ta cũng có việc ta muốn làm. Tuyết tuyến tử vội vã kiểm tra trong phòng dược xem còn loại hoa độc nào khác không. Sư phụ ngươi nếu nghe lời được một nửa như ngươi, hắn đã không chết. Sư phụ đã chết vì chính hắn muốn chết. Ánh mắt của đàm nhiệm thanh sầu vẫn trong sáng và nghiêm túc. Hắn không phải bị người hại chết, chỉ là hắn không muốn sống nữa. Người mất đi lý do để sống thì sống cũng không có ý nghĩa. Tuyết tuyến tử nhìn chăm chú vào các loại hoa cỏ trong tay, rồi quay về phía sau vị đệ tử danh môn, không biết nói gì bất chợt hắn nhớ đến đường lệ từ và thủy đa bà đường lệ từ bây giờ đang cùng thành ôn bào dư phụ nhân đồng hồ bút mạnh khinh lôi và những người khác uống trà mùa đông hảo vân sơn không đóng băng nhưng khí lạnh rất nặng từng đoàn xương trắng thổi qua khiến cảm giác lạnh thấu xương đường lệ từ mặc một bộ áo màu vàng nhạt thêu hoa văn bằng sợi tơ màu xanh lá cây và kim tuyến cổ áo và ống tay áo có một vòng lông trồn trắng như tuyết trông ung dung hoa lệ trên bàn là trà, bạch nhũ. Của Bắc Huyền năm nay, trà này vốn là cống phẩm, nhưng triều đình hàng năm chỉ nhận 50 phiến, còn lại rất nhiều, trong đó có không ít tinh phẩm. Đường lệ từ mang đến trà, bạch nhũ. Không nén thành hình dáng long phượng trà bính, nhưng vẫn là một loại đoàn trà. Hắn dùng nước suối trung linh tuyền của Trấn Giang để nấu sôi. Bạch nhũ, chấm, trung linh tuyền của Trấn Giang được xem là nước suối tốt nhất để pha trà lục vũ trong trà quyền kinh có viết nước tốt nhất là nước suối trên núi kế đến là nước sông và cuối cùng là nước giếng trong các loại nước suối trên núi chọn lấy nước nhũ tuyền ao đá chảy tràn là tốt nhất trung linh tuyền nằm trong vùng hiểm trở của sông dương tử việc lấy nước rất khó khăn dù là suối tốt nhất thiên hạ nhưng rất ít người có cơ hội được thưởng thức sau khi nấu xong bạch nhũ trà được rót vào những chiếc ly nhỏ màu đen bóng tựa như được làm từ ngọc. Dù nước trà rất nóng nhưng khi cầm không bị phòng tay. Mọi người nhẹ nhàng ngửi mùi trà, cẩn thận bưng những chiếc ly ngọc, thầm nghĩ rằng dù đá phiêu bạt giang hồ bao nhiêu năm nhưng chưa từng được uống loại trà mà chỉ hoàng đế mới có thể thưởng thức. Mọi người nhấp từng ngụm trà, cảm nhận mùi vị mềm mại, ngọt ngào của trà trong miệng, rất lạ lẫm. Nhưng khi nhìn đường lệ tự uống một hơi, má chàng đỏ ửng, dường như rất quen thuộc với hương vị này mọi người cũng bắt trước, cầm những ly trà quý giá, giả vờ rừng rưng. Lệ nhân cư quả thật là nơi phong lưu, may mắn đường công tử kịp thời đến, nếu không hậu quả thật khó lường. Mạnh khinh lôi nói, đường công tử đến lệ nhân cư cứu người, nhưng đào cô nương lại bị phục kích trong phòng, rơi xuống vách đá không rõ sống chết. Ta cùng dư hiền đệ và cổ thiếu hiệp đã xuống núi điều tra hai lần nhưng không có kết quả, khiến mọi người lo lắng thành ôn bào và đồng hồ bút im lặng, đường lệ từ mỉm cười nói. Hành tung của đào cô nương, ta sẽ điều tra, xin các vị yên tâm. Mạnh khinh lôi vui vẻ nói, nếu đường công tử đã nói vậy, chúng ta yên tâm. Đường lệ tư truyền đề tài, kể về những chuyện xảy ra ở vọng đỉnh Sơn Trang sau đó, nhắc đến việc Chu Nhan tấn công bất ngờ bích lạc cung nhưng bị uyển úc nguyệt đán thuyết phục quay lại chiến đấu ở vọng đỉnh Sơn Trang, mọi người đều ngạc nhiên không biết kết quả ra sao nên cảm thấy tiếc nuối. hôm đó đường lệ từ vào Uyển úc nguyệt đán nằm trên cỏ trò chuyện. khi trở về thì tiết đào đã không còn ở đó. a à, thùy là người bạn thân của nàng đến cuối đời đã giúp nàng thay đồ chỉnh tề. sau đó ra khỏi cửa đi dạo một vòng trong chấn. trong chấn có một cửa tiệm quan tài cũ nát. người trẻ tuổi đã trốn, ông lão thì không chạy. nàng bỏ tiền mua một chiếc quan tài mỏng. Khi Ngọc Đoàn Nhi và Lâm Bô trở lại, ba người hợp lực đặt tiết đào vào quan tài và đào một huyệt đơn giản sau nhà để chôn. Không ai lập bia cho nàng, cửa hàng bán vật liệu đá trong chân đã cả nhà chạy trốn, không mua được tấm đá nào, hơn nữa họ cũng không có tiền để mua. Khi đường lệ tư trở lại, tiết đào đã được chôn cất. Không ai đòi tiền hắn, cũng không ai lấy đi những bộ xiêm áo và hoàng kim để mua cho hắn một chiếc quan tài tốt hơn. Dù lực lượng của họ mỏng manh, nhưng họ chưa bao giờ dựa dẫm vào người khác. Đường lệ từ từ phía sau núi đào lên một hòn đá, dùng đoạn đao gọt cắt thành hình mộ bia, sau đó dùng mũi đao khắc hai chữ. Tiết đào. Lên đá, rồi đứng trước mộ phần. Sau đó họ không nhắc lại chuyện về tiết đào nữa, lâm bô từ biệt mọi người, tự mình rời đi. Hắn quay về hướng nam, bước chân đến vùng đất nơi Giang Sơn. Dù có vẻ lưu luyến nhưng cũng không dừng lại. A à Thủy, Phụng Phụng và Ngọc Đoàn Nhi theo đường lệ tư trở lại Hảo Vân Sơn, Thẩm lang hồn đưa huyền Úc Nguyệt Đán trở lại Bích Lạc Cung. Hiện tại đường lệ tư ở Vân Kiếm Đình cùng mọi người uống trà, A à Thủy ôm Phụng Phụng ngồi trong phòng, đường lệ tư tặng nàng và Phụng Phụng lụa là các loại trang sức vàng ngọc, thậm chí là phấn hoa. Hắn cũng tặng cho Ngọc Đoàn Nhi một phần, Ngọc Đoàn Nhi mặc những thứ đó lên người trưng diện trông rất kiều diễm a thủy cũng thu nhận tất cả nàng không từ chối chỉ là gói thành mấy bọc để cất thỉnh thoảng mở ra nhìn từng món xiêm áo từng khối vải vóc từng món trang sức vàng ngọc trong lòng cảm thấy khó tả phụng phụng bắt đầu học nói chuyện hắn học rất nhanh trên gương mặt cây rượu kia ngày càng rõ ràng a Thùy khẽ vuốt ve má lúm đồng tiền của hắn nàng rất vui chưa từng thấy qua huynh đệ tỉ muội của hắc văn hầu có lẽ huynh đệ tỉ muội của hắn có má lúm đồng tiền, nên Phụng Phụng có má lúm đồng tiền cũng không có gì lạ. A à, Thủy tỷ, Ngọc Đoàn Nhi hôm nay đi đến Tây Phương Đào, rơi xuống vách núi nhìn quanh. Ngọc không hầu ngã xuống chỗ đó thật nguy hiểm, hắn không sao thật may mắn, bây giờ không biết thế nào. Hắn bị thương trên mặt, không dám tùy tiện lộ diện, không biết có tìm được liễu nhán chữa cho hắn không. A à, Thủy thở dài, Ta cảm thấy Ngọc không hầu sau trận đánh với Chu Nhan chắc chắn lại bị thương. Chỉ là vết chảy nhẹ, hắn sẽ không lẩn trốn mãi. Nhưng hắn sẽ không tìm được liễu nhãn giúp chữa thương, ta cũng không biết. Ngọc Đoàn Nhi nói nhỏ. Ta nghe Trầm Đại ca nói, đường công tử đã cho Tiểu Phương một địa chỉ. Tiểu Phương chắc chắn đã đưa liễu nhãn đi đâu đó. Chỉ cần đường công tử chịu nói cho ta, ta có thể đi tìm người. A à, Thùy lắc đầu. Hắn sẽ không nói cho người biết. Ngọc Đoàn Nhi thất vọng thở dài ta phải chờ đến bao giờ mới có thể gặp lại hắn đây?" A à, Thủy kéo nàng lại, vuốt tóc nàng. "Đường công tử sẽ không nói địa điểm cho ngươi, nhưng nếu hắn muốn ngươi thì sẽ để Phương đại ca tới đón. Bây giờ ngươi ở Hào Vân Sơn không khó để hỏi thăm tin tức, chỉ cần hắn còn nhớ ngươi, còn muốn nghĩ tới ngươi, nhất định sẽ làm cho Phương đại ca tới đón ngươi, đừng lo lắng, từ từ chờ đi." A à, Thủy đỉ, "Nếu hắn để Tiểu Phương tới đón ngươi, vậy ta phải làm sao?" Ngọc Đoàn Nhi chán nản hỏi nếu hắn ghét và quên ta, thì sẽ không đến tìm ta. A Thùy mỉm cười, nụ cười mang nét thanh tịnh và mỏi mệt của kiếp trần. sẽ không đâu, đứa ngốc. Ngọc Đoàn Nhi nói nhỏ. nếu hắn để Tiểu Phương tới đón ngươi, ngươi đừng trở về với hắn có được không? A Thùy ôm lưng nàng một cách dịu dàng. được, ta nhất định sẽ không đi gặp Liễu Nhán với Phương Đại Ca. để ngươi đi, được không? Ngọc Đoàn Nhi gật đầu. Ngươi thật tốt. A Thùy chỉnh lại tóc cho nàng ta không có gì tốt, là ngươi đối với hắn tốt. Ngươi đối xử với đường công tử rất tốt. Ngọc Đoàn Nhi đột nhiên nói. Nhưng hắn luôn khi dễ ngươi, ngươi rõ ràng không muốn đến Hảo Vân Sơn, nhưng hắn gọi ngươi đến ngươi đã đến. A à, Thùy Thủy khẽ mỉm cười. Đúng vậy, ta muốn tự mình nuôi phụng phụng sống qua ngày, nhưng ta làm sao có thể một mình tồn tại trong chốn giang hồ mà không dựa vào ai. Ta đã thử rời xa đường công tử, nhưng chỉ mang lại phiền toái cho người khác, lần này, ta sẽ ở lại Hảo Vân Sơn. Ngọc Đoàn Nhi hừ một tiếng, lừa người, người chỉ là luôn theo ý hắn, hắn gọi người đến thì người đến, người sợ hắn giận. Chỉ là như vậy mà thôi, còn nói cả đống lý do để lừa người. Đường Công Tử là một người xấu, đại bài hoại. A Thủy nhìn chăm chú nàng một lúc, tiểu cô nương này tâm địa trong sáng, nên ánh mắt rất sắc bén, có lẽ. Thật như nàng nói, nàng chỉ là không muốn trái ý đường lệ từ, chỉ là sợ hắn giận. Nhưng dù là lý do gì, nàng chẳng qua chỉ là đồ chơi trong tay đường lệ từ, hắn muốn nàng đến thì nàng phải đến, hắn muốn nàng đi thì nàng phải đi, hắn muốn tổn thương nàng thì nàng phải chịu tổn thương, hắn muốn có người tâm sự thì nàng phải bầu bạn với hắn uống rượu. Đường lệ từ quá cô đơn, hắn rất cần có người bầu bạn, quan tâm hắn, đối xử tốt với hắn, mà với tính cách cực đoan và thay đổi của hắn, cách tốt nhất để đối xử tốt với hắn, là mặc cho hắn định đoạt. Rất ít người có thể nhẫn nhịn đối xử tệ bạc như vậy. Nàng phải chịu đựng vì Đường Lệ Từ chỉ đòi hỏi điều đó từ nàng. Trước mặt bất kỳ ai khác, hắn đều phải thể hiện sự mạnh mẽ tuyệt đối, ưu tú tuyệt đối, hắn là đệ nhất thiên hạ, vô song thiên hạ, vô địch vô khó khăn không gì không thể hiểu. Muốn duy trì sự mạnh mẽ như vậy rất khổ cực và mệt mỏi, giống như nàng muốn duy trì sự bình tĩnh và lý trí của mình, rất khổ cực và mệt mỏi, nàng có thể hiểu sự khổ của Đường Lệ Từ nhưng đường lệ từ hiển nhiên mãi mãi sẽ không hiểu nỗi khổ của nàng nếu như nàng đơn thuần và ngay thẳng như ngọc đoàn nhi nếu nàng có thể không để ý mọi thứ nàng sẽ lập tức trốn khỏi đường lệ từ trốn xa thật xa về lạc dương hoặc chạy đến bên phó chủ mai cũng được nàng hiểu đường lệ từ càng hiểu nàng càng biết hắn cần gì mà càng biết hắn cần gì nàng càng không nhịn được muốn đáp ứng hắn ở bên hắn quá lâu hiểu rất rõ con người này có lẽ chỉ có một ngày nàng sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết vì hoàn thành tâm nguyện của hắn vì khiến hắn cười một tiếng nhưng nếu thật có ngày đó phụng phụng sẽ thế nào cuộc đời tương lai của phụng phụng sẽ ra sao đường lệ từ không còn nàng bầu bạn sẽ làm sao đây nàng không thể không nghĩ đến nhiều điều càng nghĩ nhiều càng sợ hãi và mơ hồ nàng không thể yêu đường lệ từ đó là một con đường tuyệt vọng đường lệ từ cùng mọi người bàn luận về tình hình giang hồ hôm nay hiện tại liễu nhãn ẩn thân không thấy Tinh quỷ Cửu Tâm Hoàn miêu tả giải dược sống động, những người chúng độc trong các môn phái đã không còn kinh hoàng như đầu năm, Phong Lưu Điếm dù có tinh quỷ Cửu Tâm Hoàn, nhưng sau nhiều lần thất bại liên tiếp, sức ảnh hưởng của họ đã không còn như lần đầu ra giang hồ. Tuy nhiên, Phong Lưu Điếm như đầm rồng hang hổ, dùng tinh quỷ Cửu Tâm Hoàn để lung lạc nhiều cao thủ, muốn tiêu diệt Phong Lưu Điếm cần phải biết thêm nhiều bí mật và nội tình bên trong. Trong buổi uống trà lần này, đường lệ từ để trung nguyên kiếm hội gửi thư mời thiếu lâm tự và võ đang phái mời phổ châu phương Trượng và thanh tịnh đạo trưởng tham dự nhưng phổ châu xin miễn vì bế quan tu luyện thanh tịnh đạo trưởng thì nói công việc bận rộn không thể phân thân mấy năm trước lão trưởng môn của phái võ đang bị mất tích trong tế huyết hội vây công võ đang sơn thanh tịnh đạo trưởng thay thế nhâm trưởng môn thanh tịnh đạo trưởng còn có một sư thúc đạo hiệu thanh hư tử là cao nhân của phái võ đang Thanh hư tử bế quan 10 năm ở sau núi Võ Đang, khi xuất quan, Thanh tịnh đạo trưởng đã thay mặt nhâm trưởng môn hơn 2 năm, định nhường chức trưởng môn cho Thanh hư tử, nhưng các đệ tử không quen biết Thanh hư tử, nhiều người phản đối, chuyện nhường ngôi tạm gác lại. Thanh hư tử ít được nhận biết ngay cả trong phái Võ Đang, lại đột nhiên mất tích, Thanh tịnh đạo trưởng truy tìm hơn năm mới có manh mối mơ hồ, Thanh hư tử bị phong lưu điếm bắt giữ. Lập tức, phái Võ Đang tìm kiếm Thanh hư tử nếu xác thực thanh hư tử bị phong lưu điếm bắt, võ đang sẽ thanh lý môn hộ, với bối cảnh như vậy, thanh tịnh đạo trưởng không thể phân thân đến hảo vân sơn thường trà. Hóa ra phong lưu điếm còn có quỷ mẫu đan trong dòng thứ này, quỷ mẫu đan là thất hoa vân hành khách đứng đầu, giết phá thành quái khách, cá nhảy ưng bay, thao túng mai hoa dịch sổ, cuồng lan vô hành, sáng lập phong lưu điếm, ý đồ nhất thống giang hồ, thật là đáng ghét. Trong các vị khách ngồi, có một người mặc áo xanh đeo đao, mặt dài như ngựa, chính là đao khách hoác gió lốc nổi tiếng vùng Bắc Ba, mới tham dự Trung Nguyên kiếm hội. Bên cạnh hắn là một người mặc nho sam, mặt mũi thanh tú, là Mỹ kiếm khách nổi tiếng Giang Nam. Bích công tử, đủ tinh, trong thời gian đường lệ từ mất tích, Trung Nguyên kiếm hội đã gia nhập thêm không ít nhân tài, phần lớn không phải là danh gia kiếm thuật, có người đến để tham gia náo nhiệt, có người đến vì lợi lộc. Cũng có người đuổi theo sắc đẹp của Tây Phương Đào. Lúc này, Tây Phương Đào mất tích, mọi người đều có chút mất hứng. Thành ôn bào, đồng hồ bút cùng các nguyên lão kiếm hội, nhìn đám người mới gia nhập cái gọi là anh Tuấn Giang Hồ bằng ánh mắt lạnh lùng. Những người này tốt xấu lẫn lộn, từ khi lên Hảo Vân Sơn ăn uống ồn ào, say rượu gây chuyện, cứng rắn ỉ vào chưa từng đánh trận, nhưng lại khe nói đủ điều, nói chuyện không ngừng, không dứt. Chỉ cần tra rõ chỗ ẩn náu thật sự của phong lưu điếm, chúng ta sẽ đồng lòng hiệp lực tiêu diệt, lập tức trả lại sự thanh tịnh cho Giang Hồ. Tiếp lời là Ngọc Công Tử Trịnh Nguyệt, nổi danh cùng Bích Công Tử Đủ Tinh. Hai người hợp xưng là Bích Ngọc Công Tử, nổi tiếng Mỹ thiếu niên ở khu vực Giang Nam. Nhưng lúc này ngồi trước mặt đường lệ từ, ánh mắt đủ tinh lơ đánh, Trịnh Nguyệt lại tràn đầy vẻ hẫm hực nhìn đường lệ từ. Đường lệ từ khẽ mỉm cười, dưới những nhân vật giang hồ vờn quanh, càng phát ra nổi bật, như Minh Châu sáng rực tao nhã xuất trần. Trịnh công tử nếu có hứng thú, việc truy xét xào huyệt phong lưu điếm có thể giao cho trịnh công tử dùng sức tiến hành. Trịnh Nguyệt thất kinh. Do một mình ta tiến hành. Đường lệ từ ôn hòa nói. Trịnh công tử thông minh, kiếm pháp xuất chúng, giao du rộng rãi, có sự hỗ trợ của kiếm hội, trịnh công tử cứ điều binh khiển tướng, trong vòng một tháng cho ta câu trả lời được không? Trong tiết đông lạnh giá, chán trịnh Nguyệt đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này nên thảo luận kỹ hơn. Đường lệ từ nói, chỉ cần tra gió xào huyệt thật sự của phong lưu điếm, chúng ta sẽ đồng lòng hiệp lực tiêu diệt, trả lại sự thanh tịnh cho giang hồ. Lời nói hùng hồn của trịnh công tử, ta cũng hết sức đồng ý. Đường lệ từ đào một hòn đá phía sau núi, dùng đoạn đao gọt thành hình mộ bia, rồi khắc hai chữ. Tiết đào. Lên đá, đứng trước mộ phần. Sau đó, họ không nhắc lại chuyện của tiết đào nữa. Lâm Bô cùng mọi người chia tay, tự mình rời đi. Hắn quay về hướng Nam, đến nơi gọi là đất Giang Sơn, dù có vẻ quyến luyến nhưng cũng không dừng lại. A à Thùy, Thủy, Phụng Phụng và Ngọc Đoàn Nhi theo đường lệ tư trở về Hảo Vân Sơn, thẩm lang hồn đưa huyền Úc Nguyệt Đán trở về Bích Lạc Cung. Hiện tại, đường lệ Từ đang uống trà với mọi người ở Vấn Kiếm Đình, A à Thùy Thủy ôm Phụng Phụng ngồi trong phòng, đường lệ Từ tặng nàng và Phụng Phụng lụa là tơ tằm các loại trang sức bằng vàng ngọc, thậm chí cả phấn hoa. Hắn cũng tặng một phần cho Mộc Đoàn Nhi, nàng mặc lên người, trang điểm, sắc mặt trở nên rực rỡ. A à, Thủy cũng không từ chối, nàng nhận tất cả và gói lại cất đi, đôi khi mở ra xem, ngắm từng món xiêm y, từng tấm vải, từng món trang sức vàng ngọc, cảm giác trong lòng không thể diễn tả thành lời. Phụng Phụng bắt đầu học nói chuyện, học rất nhanh, má lúm đồng tiền trên gương mặt càng rõ ràng. A Thủy nhẹ nhàng vuốt ve má lúm đồng tiền đó, nàng rất vui vẻ, nghĩ rằng Hắc Văn Hầu và các huynh đệ tỉ muội của hắn cũng có má lúm đồng tiền, nên Phụng Phụng có má lúm đồng tiền cũng không có gì lạ. Chị A Thủy, Ngọc Đoàn Nhi hôm nay đi xuống vách núi ở Tây Phương Đào, nói, Ngọc Không Hầu ngã xuống chỗ đó rất nguy hiểm, hắn không sao thật là may mắn, giờ không biết sao rồi. Hắn bị thương trên mặt, không dám lộ diện, không biết có tìm được liễu nhãn chữa cho hắn không." A à, Thùy thở dài nhẹ, "Ta nghĩ Ngọc Không hầu chắc chắn lại bị thương khi đánh nhau với Chu Nhan, chỉ là chảy xước mặt, hắn sẽ không lâu không lộ diện đâu. Nhưng không biết có tìm được liễu nhãn chữa cho hắn không, ta cũng không rõ." Ngọc Đoàn Nhi thì thầm, "Ta nghe Trầm Đại ca nói, Đường công tử cho Tiểu Phương một địa chỉ, Tiểu Phương chắc chắn đã đưa liễu nhãn đi đâu đó, chỉ cần Đường công tử chịu nói cho ta biết, ta có thể đi tìm người." A Thùy lắc đầu, hắn sẽ không nói cho ngươi biết. Ngọc Đoàn Nhi thất vọng thở dài, ta phải chờ đến bao giờ mới có thể gặp lại hắn? A Thùy kéo nàng lại, vuốt tóc trên trán nàng. Đường công tử sẽ không nói cho ngươi địa điểm, nhưng nếu hắn muốn ngươi, hắn sẽ để Phương Đại Ca đến đón ngươi. Bây giờ ngươi ở Hào Vân Sơn không khó để hỏi thăm tin tức, chỉ cần hắn còn nhớ và thương ngươi, hắn sẽ làm cho Phương Đại Ca đến đón ngươi. Đừng lo, cứ từ từ chờ. Chị A Thùy nếu hắn để tiểu phương đến đón ngươi, chứ không phải đón ta thì sao? Ngọc Đoàn Nhi chán nản hỏi. Nếu hắn ghét và quên ta, sẽ không đến tìm ta. A à Thủy mỉm cười, nụ cười luôn mang theo sự thanh thản và mệt mỏi. Sẽ không đâu, đứa nhỏ ngốc. Ngọc Đoàn Nhi thì thầm. Nếu hắn để tiểu phương đến đón ngươi, ngươi không nên cùng hắn trở về, được không? A à Thủy ôm lưng nàng nhẹ nhàng. Được, ta nhất định sẽ không cùng phương đại ca đi gặp liễu nhãn, để ngươi đi, được không ngọc đoàn nhi gật đầu người thật tốt a à thùy chỉnh lại tóc nàng ta không tốt là ngươi đối với hắn tốt ngươi tốt với đường công tử ngọc đoàn nhi đột nhiên nói nhưng hắn luôn làm khó ngươi ngươi rõ ràng không muốn đến hảo vân sơn nhưng hắn kêu ngươi đến thì ngươi đã đến a à thùy khẽ mỉm cười đúng vậy ta muốn tự mình nuôi phụng phụng nhưng một mình ta làm sao có thể sống trong chốn giang hồ này mà không dựa vào ai ta từng rời khỏi đường công tử nhưng chỉ đem lại phiền toái cho người khác lần này ta sẽ ở lại hào vân sơn ngọc đoàn nhi hư một tiếng ngươi lừa người ngươi chỉ là luôn làm theo ý hắn hắn kêu ngươi đến thì ngươi đã đến ngươi sợ hắn giận chỉ là vậy thôi còn nói một đống lý do lừa người đường công tử chính là một người xấu đại ác nhân a thùy nhìn chăm chú nàng một lúc cô bé này tâm địa trong sáng nên ánh mắt rất sắc bén có lẽ đúng như nàng nói Nàng chỉ không muốn làm trái ý Đường Lệ Từ, chỉ sợ hắn giận. Nhưng dù lý do gì, nàng chỉ là món đồ chơi trong tay Đường Lệ Từ, hắn muốn nàng đến thì nàng đến, hắn muốn nàng đi thì nàng đi, hắn muốn tổn thương nàng thì nàng bị tổn thương, hắn muốn có người nói chuyện thì nàng phải bồi hắn uống rượu. Đường Lệ Từ quá cô đơn, hắn rất cần người bầu bạn, quan tâm hắn, đối xử tốt với hắn, mà với tính cách cực đoan và thất thường của hắn, cách tốt nhất đối với hắn chính là mặc cho hắn quyết định rất ít người có thể nhẫn nhìn chịu đựng sự đối đãi tồi tệ như vậy nàng phải nhìn chịu bởi vì đường lệ từ chỉ yêu cầu điều đó ở nàng trước mặt người khác hắn đều phải tỏ ra vô cùng mạnh mẽ vô cùng xuất sắc hắn là đệ nhất thiên hạ là vô song hắn không thể bị đánh bại không hiểu khó khăn muốn duy trì sự mạnh mẽ như vậy rất khổ cực và mệt mỏi giống như nàng muốn duy trì sự bình tĩnh và lý trí rất khổ cực và mệt mỏi nàng có thể hiểu được sự khổ của đường lệ từ nhưng đường lệ từ hiển nhiên sẽ không bao giờ hiểu nỗi khổ của nàng nếu nàng giống như ngọc đoàn nhi đơn thuần và ngay thẳng nếu nàng có thể không để ý đến tất cả nàng sẽ lập tức trốn khỏi đường lệ từ trốn thật xa về lạc dương hoặc đến bên phó chủ mai đều được nàng hiểu đường lệ từ càng hiểu hắn nàng càng biết hắn cần gì và càng biết hắn cần gì nàng càng không thể không nghĩ đến việc làm tổn thương hắn ở bên hắn quá lâu hiểu rất rõ con người này có lẽ một ngày nào đó nàng thật sự sẽ cam tâm tình nguyện chết vì hắn vì tâm nguyện của hắn vì một nụ cười của hắn nhưng nếu ngày đó thật sự đến phụng phụng sẽ thế nào tương lai của phụng phụng sẽ ra sao đường lệ từ không còn nàng bầu bạn sẽ thế nào nàng không thể không nghĩ nhiều càng nghĩ nhiều càng cảm thấy sợ hãi và mê mang nàng không thể yêu đường lệ từ đó là một con đường tuyệt vọng đường lệ từ cùng mọi người bàn luận về tình hình giang hồ hiện nay giờ liễu nhãn ẩn thân không thấy giải dược của tinh quỷ cửu tâm hoàn đã được miêu tả rõ ràng người trong các môn phái chúng độc đã không còn hoảng sợ như đầu năm phong lưu điếm dù nắm giữ tinh quỷ cửu tâm hoàn nhưng sau nhiều lần chiến bại sức ảnh hưởng đã không còn như lúc đầu rời giang hồ nhưng phong lưu điếm vẫn là nơi nguy hiểm dùng tinh quỷ cửu tâm hoàn để lung lạc cao thủ không biết bao nhiêu muốn tiêu diệt phong lưu điếm còn cần nhiều bí mật sáng tỏ nhiều nội tình lần này uống trà đường lệ từ cho người Trung Nguyên kiếm hội gửi thư cho Thiếu Lâm Tự và Võ Đang, mời Phổ Châu Phương Trượng và Thanh Tịnh Đạo Trưởng tham dự, nhưng Phổ Châu lấy lý do bế quan tu luyện từ chối, Thanh Tịnh Đạo Trưởng nói bận việc, không thể phân thân. Mấy năm trước, Lão Trưởng Môn Võ Đang bị mất tích trong tế huyết hội vây công Võ Đang Sơn, Thanh Tịnh Đạo Trưởng thay thế làm trưởng môn. Thanh Tịnh Đạo Trưởng còn có một vị sư thúc, đạo hiệu Thanh Hư Tử, cao nhân Võ Đang. Thanh hư tử bế quan ở võ đang sau núi 10 năm, xuất quan khi Thanh tịnh đạo trưởng đã làm trưởng môn 2 năm, muốn truyền chức trưởng môn cho Thanh hư tử, nhưng đệ tử trong phái không quen với Thanh hư tử, nhiều người phản đối, chuyện truyền chức bị đình lại. Dù ở trong phái võ đang, ít người biết Thanh hư tử, lại đột nhiên mất tích, Thanh tịnh đạo trưởng truy tìm hơn một năm mới có manh mối mơ hồ, Thanh hư tử bị phong lưu điếm bắt. Võ đang nhất mạch tìm kiếm Thanh hư tử. Một khi xác định thanh hư tử bị phong lưu điếm bắt, võ đang nhất định thanh lý môn hộ. Trong bối cảnh đó, thanh tịnh đạo trưởng không rảnh phân thân tới Hảo Vân Sơn Thường Trà. Thì ra phong lưu điếm còn có quỷ mẫu đan trên con đường này, quỷ mẫu đan là người đứng đầu thất hoa vân hành khách, giết phá thành quái khách, cá nhảy ưng bay, thao túng mai hoa dịch sổ, cuồng lan vô hành, lập nên phong lưu điếm, ý đồ nhất thống giang hồ và hoành hành thiên hạ, thật là đáng ghét vô cùng. Trong số khách ngồi, có một người áo xanh đeo đao, mặt dài như ngựa, chính là đao khách nổi tiếng của Bắc Ba Đất, hoặc Gió Lốc, mới tham dự Trung Nguyên Kiếm Hội gần đây. Bên cạnh hắn là một người mặc nho sam, mặt mũi trắng trẻo như phấn, nhưng lại là Mỹ kiếm khách nổi tiếng của Giang Nam, Bích Công Tử, Đủ Tinh. Trong thời gian đường lệ từ mất tích, Trung Nguyên Kiếm Hội đã gia nhập thêm nhiều người, hầu hết không phải là kiếm thuật danh gia, một số tham gia náo nhiệt, một số tìm hiểu tình hình, và có một số đuổi theo sắc đẹp của Tây Phương Đào. Lúc này, khi Tây Phương Đào mất tích, mọi người đều có chút buồn chán. Thành ôn bào và đồng hồ bút, các nguyên lão của kiếm hội, nhìn những người mới gia nhập giang hồ với ánh mắt lạnh lùng. Những người này tốt xấu lẫn lộn, từ người ca hát trên hào Vân Sơn đến người say rượu gây chuyện, cứng rắn dựa vào việc chưa từng đánh một trận, nhưng lại khen ngợi những câu chuyện kỳ lạ, nói chuyện mãi không dứt. Chỉ cần tìm ra xào huyệt thực sự của phong lưu điếm, chúng ta sẽ nhất trí hành động, đồng tâm hiệp lực tiêu diệt nó, ngay lập tức sẽ mang lại sự yên bình cho giang hồ. Tiếp lời là Ngọc Công Tử, Trịnh Nguyệt, nổi danh cùng với Bích Công Tử, Đủ Tinh. Hai người được gọi là Bích Ngọc Công Tử, nổi tiếng khắp khu vực Giang Nam là những Mỹ thiếu niên, nhưng lúc này ngồi trước mặt đường lệ từ, Đủ Tinh vẫn có thể giữ bình tĩnh, còn ánh mắt của Trịnh Nguyệt liên tục nhìn đường lệ từ, đầy vẻ hâm hực. Đường lệ từ khẽ mỉm cười, giữa những nhân vật giang hồ vây quanh, hắn càng nổi bật như một viên ngọc minh châu tỏa sáng, tú nhá xuất trần, trịnh công tử nếu có hứng thú, việc truy tìm xào huyệt của phong lưu điếm, sao không giao cho trịnh công tử thực hiện. Trịnh Nguyệt kinh ngạc, một mình ta tiến hành sao? Đường lệ từ ôn hòa nói, trịnh công tử thông minh cơ trí, kiếm pháp xuất chúng, giao du rộng rãi, có mọi người của kiếm hội trong tay, trịnh công tử cứ điều binh khiển tướng trong vòng một tháng cho ta câu trả lời như thế nào dù đang trong mùa đông lạnh giá trên trán trịnh nguyệt vẫn xuất hiện mồ hôi lạnh chuyện này chuyện này nên thảo luận kỹ hơn đường lệ tư nói chỉ cần tìm ra xào huyệt thực sự của phong lưu điếm chúng ta sẽ nhất trí hành động đồng tâm hiệp lực tiêu diệt nó ngay lập tức sẽ mang lại sự yên bình cho giang hồ trịnh công tử lời nói hùng hồn ta cũng rất đồng ý hắn nói không nóng không lạnh, hết sức thành khẩn, khiến Trịnh Nguyệt há hốc mồm cứng lưỡi, mồ hôi lạnh chảy xuống, mọi người vừa hoảng sợ vừa buồn cười, Trịnh Nguyệt không dám nói nữa, ngay cả hoác gió lốc cũng im lặng. Đường lệ từ bưng tách trà nóng, uống một ngụm, chậm rãi thở ra, gò má càng đỏ ửng. việc truy tìm xào huyện của phong lưu điếm giao cho trịnh công tử, còn một việc quan trọng khác, ta giao cho tề công tử xử lý. Mặc dù đủ tinh nổi danh như trịnh nguyệt, nhưng không có vẻ khinh bạc như Trịnh Nguyệt, nghe vậy ôm quyền, không biết đường công tử có gì phân phó. Đường lệ từ đặt ly trà xuống, ngón tay vẫn đặt lên ly, màu đen của ly trà phản chiếu ngón tay trắng như tuyết của hắn, hết sức đẹp mắt. Vạn khiếu trai đã trả 45.000 lượng hoàng kim cho Trung Nguyên kiếm hội, hiện tại kiếm hội có 285 người, nếu bây giờ phân phát, bất kể võ công cao thấp, mỗi người nhận được 158 lượng. Sau hôm nay, thêm một người vạn khiếu trai sẽ trả thêm 150 lượng bạc, không phải hoàng kim, bớt một người, vạn khiếu trai sẽ thu hồi 158 lượng hoàng kim, không thiếu một chút nào. 158 lượng hoàng kim, đó là một tài sản không nhỏ, đủ để một gia đình bình thường sống qua mấy đời. Đủ khiến tinh thần kinh ngạc, 45.000 lượng vàng. Đường lệ từ những mắt lên, khóe mắt chứa chút kiêu hãnh, đó là sự kiêu căng đúng mực. Các vị giang hồ tiền bối thường không coi trọng tiền tài, nhưng các vị đã bôn ba nhiều năm, chăm chỉ lao động, ta sẽ thay mặt các vị tiền bối khác trả bằng vàng bạc, bất cứ khi nào các vị cần. Giá 45.000 lượng vàng hiện giờ không hạ xuống, tạm thời giữ lại dưới danh nghĩa kiếm hội, từ hôm nay, mọi chi phí liên quan đến phòng lưu điếm đều sẽ trích từ số tiền này. Các vị hãy truyền đạt tin tức này đến mọi người, từ hôm nay, bất kỳ thành viên nào của Trung Nguyên kiếm hội tiêu tiền ăn uống, chơi bời, cờ bạc, hay say rượu gây chuyện đều sẽ được bồi thường từ số vàng này. Chi tiêu càng nhiều, sau khi phong lưu điếm bị tiêu diệt thì lợi ích các vị nhận được càng ít, ta không quan tâm các vị cuối cùng nhận được bao nhiêu, không liên quan gì đến ta. Đường lệ từ mỉm cười nói câu này, giọng điệu vô cùng ôn hòa. Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, không môn phái nào dùng phương pháp này để quản lý đệ tử, nhưng có lẽ nó rất hiệu quả. Người phẩm đức cao thượng sẽ không tham vàng, cũng không làm điều sai trái, người tham vàng thì vì lợi ích sẽ thận trọng lời nói, thậm chí giám sát lẫn nhau, chỉ sợ mất thêm một phần tiền. Đường lệ từ giàu có vô cùng, chi tiêu 45.000 lượng vàng có thể điều chỉnh lại toàn bộ trung nguyên kiếm hội, đối với hắn mà nói là điều đơn giản. Tề công tử, người có biết tại sao ta muốn giao cho ngươi quản lý chuyện này không? Đường lệ từ dọn sạch, bạch nhũ, trên bàn, đổi sang một loại trà khác rồi thay những ly trà ngọc thành ly sứ trắng tinh tế, lá trà xanh lơ lửng trong nước trà trong suốt, tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Có phải vì tề gia và vạn khiếu trai có làm ăn với nhau? Tề công tử hỏi. Đường lệ từ nói. Tề gia ở Tô Châu có hai trang viên, ba cửa hàng, tổng giá trị ước tính khoảng bốn chục ngàn lượng vàng. Tài sản của tề gia lớn, người trong gia đình đông đảo, người quản lý số tiền bốn mươi ngàn lượng vàng này, không ai có thể nói gì. Tề công tử cười khổ, đúng vậy, nếu hắn nuốt số tiền 45.000 lượng vàng, toàn bộ 285 người của Trung Nguyên Kiếm Hội sẽ không tha cho Tề ra. Tài sản của Tề ra ở Tô Châu, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được, đường lệ từ quả là người làm ăn, chu toàn mọi mặt. Mọi người lại nhìn nhau ngạc nhiên, thành ôn bào và dư phụ nhân nhìn Trịnh Nguyệt, Trịnh Nguyệt mặt ảm đạm, vẫn bị ám ảnh bởi việc đường lệ từ muốn hắn thăm dò xào huyệt của phong lưu điếm vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng đang tính toán số tiền 158 lượng vàng. Đường lệ từ mỉm cười với mọi người, khi hắn mỉm cười, như thể toàn bộ chúng sinh đều đang dãy ruộng trong lưới của hắn, dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi thiên la địa võng do hắn bày ra. Hắn như một con hồ yêu lộng lẫy, nhìn xuống thiên hạ, núi non vờn mây, chúng sinh muôn màu, hắn luôn ở trên cao nhìn xuống. Trong phòng khách, Phụng Phụng ôm một quyển sách và xé giấy, cười khúc khích, ra sức xé sách thành mảnh vụn. Hắn loạn choạng đứng lên, không dám đi nhưng dám ôm đồ đi đập xuống. Những ngày qua, A Thủy trong phòng thấy sách vở, quần áo, chân, ly trà bị phụng phụng làm đổ hết. A Thủy hắn không được làm đổ, nhưng đường lệ từ lại đưa đến một đống lớn sách vở, túi thơm, hà bao và các loại đồ chơi nhỏ, khiến phụng phụng càng làm đổ càng vui vẻ. Trong mắt hắn, mỗi quyển sách đều là để đập xuống đất rồi xé thành mảnh vụn. Có lúc, cảm thấy Đường Lệ Từ rất biết cưng chiều người, A Thủy nhìn Phụng Phụng xé giấy, hắn rất vui vẻ. Nghĩ đến những bọc quần áo, đồ trang sức, thậm chí lụa là tơ lụa, nàng cảm thấy Đường Lệ Từ thật sự rất biết mọi người cần gì. Có lẽ mọi người không cần gì cả, chỉ cần cảm giác được sủng ái. Nhưng rất lâu, nàng cũng cảm thấy Đường Lệ Từ thật sự không hiểu gì, hắn không hiểu cảm giác được sủng ái, nên khi tức giận liền hủy hoại cảm giác đó. Hắn biết điều đó tổn thương người khác, nhưng không biết tổn thương nhiều đến thế. Hắn không hiểu việc khôi phục lòng tin bị mất khó khăn thế nào. Có lẽ hắn nghĩ mình không cần được tin tưởng, vì hắn có thể tùy ý khống chế mọi người. Cô nương, ngoài cửa có người khẽ gõ cửa. A à, Thùy đứng dậy, ngoài cửa là một thiếu niên mặc áo tím, nàng không nhận ra. Vị này là? Cô nương, thiếu niên ngoài cửa si mốc nhìn nàng, "Ngươi thật đẹp, từ khi ngươi đến núi này" ta không ăn không ngủ, ngày ngày mong mỏi nhìn ngươi lâu hơn một chút, ta. Ta chưa từng nghĩ rằng có thể gặp người như ngươi. Hắn tiến thẳng vào cửa, hai tay ôm lấy A Thủy. Cô nương, cô nương. A Thủy lùn lại hai bước, chậm đá, ta không phải là cô nương, ta là mẹ của một đứa trẻ. Thiếu hiệp, ngươi chỉ hiểu lầm, ngươi đã nghĩ sai rồi. Dù nàng nói gì, thiếu niên áo tím cũng không nghe, ôm nàng vào ngực, hôn lên tóc đen của nàng cô nương, người tên là gì? oa wow. một tiếng phụng phụng khóc lớn từ trên giường run rẩy đứng dậy ôm một quyển sách bị xé một nửa ném về phía thiếu niên áo tím oa wow. ngô ngô ngô, oa wow. buông ta ra a thủy toát to nàng không thể chống lại sức mạnh của thiếu niên áo tím em em ngọc đoàn nhi từ phòng bên cạnh chạy vào chị a thủy nàng thấy thiếu niên áo tím ôm lấy a thủy không suy nghĩ liền tát một cái vào người thiếu niên, thiếu niên áo tím lật tay đánh trả. Bốp, một tiếng, Ngọc Đoàn Nhi bị đánh bay ra. Oa, một tiếng, máu tươi phun ra từ miệng nàng. A à, Thùy kinh hãi, "Em, em, nàng rút, giết liễu." Từ ngực ra khi thiếu niên áo tím đánh nhau trở lại. Ánh đao chợt lóe, thiếu niên áo tím nắm chặt vai nàng, "A à, Thùy cầm." "Giết liễu." Rất gần ngực thiếu niên áo tím nhưng không thể đâm xuống. nàng không có dũng khí giết người. thiếu niên áo tím vui mừng quá đổi. cô nương, người cũng vui mừng vì tại hạ chứ? a à thủy môi răng run rẩy, cuối cùng không thể nhịn được nữa, mở miệng gọi tên một người. đảm nhiệm trì, người đang làm gì? từ cửa một giọng lạnh lùng hỏi. thiếu niên áo tím ôm nàng kinh hãi, vội vàng đẩy nàng ra đứng lên. ta. một bóng người thoáng qua một người đứng trước mặt thiếu niên áo tím bốp một tiếng tát mạnh vào mặt hắn lạnh lùng và chán ghét nói ngươi cút xuống núi ngay đừng để ta thấy ngươi lần nữa nếu không đừng trách ta thay phái thanh thành thanh lý môn hộ thiếu niên áo tím lăn một vòng ra ngoài a thùy đứng dậy người cứu nàng là thành ôn bào không phải đường lệ từ thành ôn bào cũng nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng và chán ghét a thùy yêu nương là bạn của đường công tử ngươi nên tự giữ mình đừng gây thêm phiền toái cho đường công tử. Hắn không nhìn A Thùy thêm một cái, phất tay áo đi. A Thùy chỉnh lại vạt áo sọc sạch, thành ôn bào không cho nàng cơ hội giải thích, cũng không muốn nghe nàng giải thích, nàng lại một lần nữa bị coi là sướng ký, vì hành động không kiểm điểm của mình, vì nàng đã gây ra việc này khiến thiếu niên lông bông như đảm nhiệm trì đến cửa. Nàng không cảm thấy thương tâm, vì lần này người chê nàng là sướng ký không phải là đường lệ từ. Có lẽ hắn cũng không nói sai nếu không có nàng xuất hiện sẽ không ai trong buổi họp tìm nàng tất cả đều là lỗi của nàng nàng đã sai không biết tự giữ mình khô khổ ngọc đoàn nhi bị thương ho khan bò dậy a thùy vội đỡ nàng dậy lau vết máu bên mép nàng ngọc đoàn nhi nhắm mắt điều hòa khí tức a thùy lục lọi trong nhà tìm thấy một bình ngọc mỹ nhân trắng nàng nhớ bên trong có viên thuốc màu trắng kỳ lạ không biết là gì nên không dám cho ngọc đoàn nhi uống liền đặt lên bàn, sau đó tìm ra một chai thuốc khác, nhớ Lâm Bô đã nói đó là thuốc trị thương, liền vội cho Ngọc Đoàn Nhi uống. Ngọc Đoàn Nhi chỉ bị chấn động chân khí ở ngực, đảm nhiệm trì không có công lực mạnh, nên nàng bị thương không nặng, sau khi uống thuốc trị thương, chân khí rất nhanh bình tĩnh lại. A à Thùy thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi xuống đất, lúc này mới nhận ra tóc dài rối tung, đầu bù xù, giống như ăn mày. Ngô ngô ngô. Có người phía sau nắm lấy áo nàng, A Thủy quay lại, Phụng Phụng ôm lấy nàng, nàng kinh hãi, hắn đã từ giường xuống bình an vô sự. Phụng Phụng, sao ngươi xuống được? Ngươi tự leo xuống sao? Phụng Phụng ôm nàng, ngậm vạt áo của nàng, mắt đẫm lệ. Ta không sao, đừng sợ. Bên ngoài tiệc trà đã giải tán, Tề công tử chỉ định 10 đệ tử kiếm hội đi thông báo tin tức. 45 000 lượng vàng của Đường Lệ Từ. Trịnh Nguyệt ủ rũ cúi đầu bàn bạc với hoác gió lốc về cách điều tra lai lịch của phong lưu điếm. Đường lệ từ đã trở về phòng, trong khi Hảo Vân Sơn có hơn 200 người đều bị hắn chấn động. Từ đó, những kẻ uống rượu gây chuyện giảm đi, những người bản tán ít lại, già trẻ lớn bé đều bắt đầu tính toán làm thế nào sớm tiêu diệt phong lưu điếm. Đường lệ từ không thật sự trông cậy vào việc Trịnh Nguyệt có thể tìm ra xào huyệt của phong lưu điếm, ngọc không hầu xào quyệt có thể ẩn nấp ở nơi không ngờ tới. Dù có đầu mối, cũng chỉ là để lừa người đi lạc đường. Hắn không nóng vội. Hắn còn nhiều chuyện đáng để suy tính. Đêm đó đánh rơi ngọc không hầu từ vách đá, chắc chắn có người nhìn thấy. Đó là ai từ Hảo Vân Sơn? Vì sao đến nay không ai biết hắn đánh rơi ngọc không hầu từ vách đá? Có ai đó giấu giếm cho hắn sao? Là ai? Tại sao? Hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tinh thần trước nay rất tốt nhưng từ khi bị thẩm lang hồn đâm một đao tim của phương chu biến mất cục cứng trong bụng lại không biến mất sau đó hắn dễ dàng cảm thấy mệt mỏi theo lẽ thường các bộ phận bài xích nhau không thể cùng tồn tại lâu dài nếu tim của phương chu chết đi nó sẽ bị thân thể hắn hấp thụ vì cơ thể hắn không bị nhiễm không thể bị viêm phúc mạc nhưng cục cứng trong bụng không biến mất khi chân khí lưu truyền Hắn vẫn cảm nhận được cục cứng bên trong có mạch máu thông với hắn, không phải một cục vật chết. Nhưng đó là gì? Là bướu sao? Đường Lệ từ ngồi trong phòng, lặng lẽ nhìn bộ trà cụ trên bàn, đó là bộ trà cụ bằng mộc đen vừa dùng để uống. Bạch nhũ, màu đen trong suốt. Hắn đưa tay cầm một ly trà, trong đầu có một suy đoán đáng sợ về tim của Phương Chu. Có lẽ, hắn không chỉ đào tim của Phương Chu chôn vào bụng mình hắn cố gắng nhớ lại ngày mổ xẻ ngực phương chu chôn tim vào bụng mình ngoài hình ảnh hai tay mình đầy máu tươi máu chảy khắp nơi hắn không nhớ rõ nhiều chi tiết nhưng thẩm lang hồn nói hắn đâm một đao vào bụng hắn đâm tới xương nhưng hắn biết rõ thẩm lang hồn không đâm tới xương của hắn vậy hắn đâm vào xương của ai ở đâu rõ ràng là đâm vào tim của phương chu vì tim của phương chu không còn đập nhưng trong tim phương chu tại sao có thể có xương? Trong bụng hắn có một cục cứng, bên trong cục cứng đó có xương. Đó là gì? Đường lệ từ đọc qua nhiều sách, dù không học y, nhưng hắn nhớ có một loại bướu gọi là thai sống nhờ. Thai sống nhờ khác biệt lớn nhất với khi thai lựu là bên trong thai sống nhờ có xương. Thai sống nhờ là trong bụng mẹ chứa nhiều phôi thai, một phôi phát triển, bao hàm phôi khác trong cơ thể, gây cản trở sự phát triển của những phôi còn lại. Nếu thai sống nhờ phát triển một nửa thì sẽ thấy trên cơ thể đứa bé sơ sinh có thêm một tay hoặc chân, thai sống nhờ chứa xương cốt. Nếu trong cơ thể Phương Chu có một phôi thai chưa phát triển nằm trong lồng ngực Phương Chu thì khi moi tim, hắn có thể đã đào lên cả phôi thai đó và chôn vào bụng mình. Phôi thai này là anh em chưa phát triển của Phương Chu, nếu như bộ phận của Phương Chu và cơ thể hắn bài xích nhau, không thể cùng tồn tại, tại sao tim của Phương Chu có thể tồn tại trong bụng hắn 3 năm? chẳng lẽ vì phôi thai trong cơ thể phương chu không bài xích cơ thể hắn nó kết nối tim của phương chu với mạch máu của hắn nên tim của phương chu có thể đập liên tục 3 năm và phôi thai đó dần phát triển thành bướu chứa xương thẩm lang hồn đâm một đao vào bụng hắn lưỡi đao chạm phải xương không thể giết đường lệ từ nhưng đứt mạch máu giữa tim của phương chu và thai sống nhờ khiến tim phương chu ngừng đập vì vậy bây giờ trong bụng hắn sống sót không phải là tim của phương chu mà là anh em của phương chu trong bụng hắn có lẽ không chỉ là trái tim mà là một đứa bé một đứa bé bị thương nặng gặp một kích của thầm lang hồn anh em ruột thịt của phương chu đường lệ từ đặt tay lên bụng nếu đó là thai sống nhờ nó sẽ càng ngày càng lớn mà hắn hoàn toàn không chuẩn bị cách xử lý một đứa trẻ do mình tạo ra nên làm gì trong bồ đề cốc tuyết tuyến tử và đảm nhiệm thanh sầu lặng lẽ mang tất cả cô chi nhược tuyết trong phòng thuốc ra ngoài, ném vào hố lửa trước cửa. Dưới ngọn lửa cháy mạnh, hàng ngàn hàng vạn cây cỏ biến mất thành một luồng khói mù, hóa thành cho bụi, gần như không đến đáy hố lửa đã tan thành mây khói. Khi đào hố lửa lớn này dưới lòng đất phong lưu điếm, không ai nghĩ rằng tuyết tuyến tử sẽ dùng để đốt rác. Sau khi hủy toàn bộ, cô chi nhược tuyết, tuyết tuyến tử nổi dậy, mang tất cả hộp thuốc lớn nhỏ trong phòng thuốc ra, từng bước từng bước ném vào hố lửa. Chỉ trong nửa giờ, hắn đã dọn sạch phòng thuốc, không để lại một cọng cỏ. Đây là chỗ bí mật nhất dưới lòng đất phong lưu điếm, ngọn lửa cháy có tiếng nổ, nên tuyết tuyến tử ở dưới đáy buôn bán hồi lâu, cuối cùng không ai phát hiện ra điều gì khác thường. Khi tuyết tuyến tử dọn sạch hộp thuốc trong phòng thuốc, cũng đã gần canh hai. Láo tiền bối, đảm nhiệm thanh sầu vỗ tay, hắn giúp tuyết tuyến tử ném hộp thuốc cuối cùng vào hố lửa, rồi dùng chổi quét dọn lại phòng thuốc đến giờ rồi tuyết tuyến tử liếc nhìn hắn quét dọn phòng thuốc trong lòng ngạc nhiên không biết khuất chỉ lương đã dạy đồ đệ này như thế nào đến giờ rồi chúng ta đi ra ngoài thôi đường ở đâu đi bên này đảm nhiệm thanh sầu rốt cung nhỏ màu đen trên lưng tỉ mỉ cài mũi tên ngắn màu đen kiểm tra mọi thứ trên người một lần rồi dẫn đầu đi trước tuyết tuyến tử phẩy tay áo cho mình nếu tiểu tử này làm nô bộc cho hắn thì thật hài lòng tiếc là đồ đệ của khuất chỉ lương, thu làm nô bộc thì không hay lắm. Đảm nhiệm thanh sầu cẩn thận đi trước, không để ý đến suy nghĩ vẩn vơ của tuyết tuyến từ phía sau. Hắn bước chân nhẹ nhàng, vòng quanh hố lửa nửa vòng, đột nhiên đẩy một cái trên tường đất, một cánh cửa mở ra, hắn lập tức bắn một mũi tên vào bên trong, có tiếng người ngã. Tuyết tuyến từ nhẹ nhàng vào, thấy kiếm thủ canh cổng bị đảm nhiệm thanh sầu bắn ngã bằng một mũi tên đảm nhiệm thanh sầu rõ ràng hạ thủ lưu tình, mũi tên này chỉ bị thương cổ họng, khiến hắn không phát ra âm thanh nào, nếu lệch một chút sẽ xuyên qua ít hầu và chết ngay lập tức. Hai người dọc theo đường hầm tối tăm đi về phía trước, trên đường gặp cửa ải, đảm nhiệm thanh sầu bắn một mũi tên, tên hắn bắn sạch sẽ gọn gàng, gần như không phát ra âm thanh, cuối cùng luôn trúng đích. Tuyết tuyến tử không ngừng tán thưởng Ngọc không hầu yên tâm giao dược phòng cho đảm nhiệm thanh sầu một mình canh giữ không phải không có lý do. Nếu tiểu tử này không bị hắn xoay vòng choáng váng, chỉ sợ phải tốn nhiều công sức mới khống chế được hắn. Đi thêm vài vòng, đột nhiên phía trước truyền ra tiếng gào thét, một người vọt ra, chắn lối đi. Nửa đêm canh ba, ai ở trong đó? Đảm nhiệm thanh sầu chậm lại, người này là chuyên viên trông coi đường hầm và cơ quan của phong lưu điếm, cũng là người chuyên trông coi ôn huệ. Ti dịch khiến cho. Ti dịch khiến cho khoảng 40 tuổi, ba tròm dâu dài, tướng mạo uy nghiêm. Đảm nhiệm thanh sầu, ngươi không ở dược phòng, làm gì ở đây? Đảm nhiệm thanh sầu nhắm cung nhỏ màu đen vào hắn, trong bóng tối mũi tên nhọn không rõ ràng, nhưng ánh mắt ti dịch khiến cho đã thay đổi. Ngươi, xin lỗi. Đảm nhiệm thanh sầu nhắm mũi tên vào hắn, tuyết tuyến tử nhảy lên trước, đưa tay điểm trúng mấy huyệt đạo trên người hắn, cười ha ha bắt được rồi. Đảm nhiệm thanh sầu không tỏ ra đắc ý, rất trầm tĩnh. Ti dịch khiến cho, huệ tả ở đâu? Ti dịch khiến cho cười nhạt không đáp, trầm giọng nói. Ngươi lại cấu kết với kẻ địch bán đứng phong lưu điếm. Ta sẽ nói với chủ nhân, lột ra tháo cốt ôn huệ. Đảm nhiệm thanh sầu nói nhỏ, ngươi nói cho ta biết huệ tả ở đâu, ta sẽ không giết ngươi. Ti dịch khiến cho cười điên dại không đáp, tuyết tuyến tử lục lọi trên người hắn, tìm thấy mấy chuỗi chìa khóa, lấy hết ra ngoài. Những chìa khóa này, chắc chắn sẽ có ích, nếu ngươi không chịu nói, giữ ngươi cũng vô dụng. Hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng, thế này đi, tiểu tử, đem hắn ném vào hố lửa trước mặt phòng thuốc, sẽ cháy hết sạch, ngay cả cho cốt cũng không còn. Ít nhất phải năm ba ngày phong lưu điếm mới phát hiện thiếu người, thế nào? Đảm nhiệm thanh sầu không có ý kiến, nhất ti dịch khiến cho lên định mang đến hố lửa. Ti dịch khiến cho hoảng hốt, chậm đã. Hắn lạnh lùng nói, ngươi vừa nói sẽ buông tha nếu ta nói chỗ của huệ tả, quân tử nhất ngôn, ngươi không giữ lời sao. Đảm nhiệm thanh sầu ngẩn ra, gật đầu. Huệ tả ở đâu? Nàng ở trong tù người sắt. Ti dịch khiến cho cắn răng nói. Lần trước bạch cô nương muốn các ngươi giết đường lệ từ, ngươi không thành công. Chủ nhân bắt ngươi chịu tội trong coi phòng thuốc, nhốt nàng vào tù người sắt, ngươi không cứu được đâu đảm nhiệm thanh sầu lại gật đầu nói với tuyết tuyến tử láo tiền bối tuyết tuyến tử phất tay tên này ngươi không chế muốn giết cứ giết muốn buông cứ buông không cần hỏi ta đảm nhiệm thanh sầu ừ một tiếng ti dịch khiến cho xin lỗi hắn đặt nhẹ ti dịch khiến cho ở cạnh đường hầm cùng tuyết tuyến tử đi về phía ngoài tiểu tử ngươi không đi cứu người tuyết tuyến tử nhíu mày ngươi không phải rất si tình sao không phải kiếp này không phải nàng không được sao nếu biết nàng ở tù người sắt sao không đi cứu đảm nhiệm thanh sầu ánh mắt rất trong sáng ta phải giúp ngươi thiêu hủy những cây hoa kia sau đó sẽ đi cứu người ngươi không sợ không kịp sao ta sẽ không tới không kịp đảm nhiệm thanh sầu nói tự tin láo tiền bối phía trước chính là cửa ra ở trong đường hầm tối tăm hồi lâu tuyết tuyến tử gần như quên bầu trời trông như thế nào đảm nhiệm thanh sầu đẩy một cánh cửa gỗ màu trắng một luồng ánh trăng xuyên qua cửa chiếu xuống đất ánh trăng trắng như tuyết tuyết tuyến tử nhìn ra ngoài cửa bên ngoài là đêm khuya trăng sáng treo cao ít sao cây rừng trong đêm trông như những khối đen ánh trăng sáng trong cùng rừng đen làm cho mảnh sơn cốc này trắng như tuyết đất trắng như tuyết trên cát trắng là những mộ bia qua năm tháng vẫn bóng loáng bia đá lấp lánh dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng mà dịu dàng đất phủ đầy cây mây và dây leo tử hồng trên dây leo nở những đóa hoa kỳ dị trắng như tuyết, hoa trắng như cát, nhụy hoa đỏ như máu, nhìn không phân biệt được là cát hay hoa. ba ngàn thế giới vô ích thán mạn châu xa hoa gương sáng bụi bậm vốn không có gì cả tuyết tuyến tử không chớp mắt nhìn cảnh sát trước mắt đảm nhiệm thanh sầu nhìn vào mắt tuyết tuyến tử trong khoảnh khắc đó hắn như thấy hết tiếc nuối và nỗi buồn của vị tiền bối suốt đời phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn